nhiều chị em phụ nữ vẫn hay băn khoăn rằng liệu có nên chăm sóc da khi đang mang bầu. Bởi theo các chuyên gia y tế, trong thời gian mang thai, chị em phụ nữ nên hạn chế sử dụng mỹ phẩm. Tuy nhiên, có những cách chăm sóc da cho bà bầu đặc biệt an toàn và hiệu quả mà chị em có thể tham khảo tại đây. 1. Rửa mặt đều đặn không quá 2 lần một ngày. Dù da của mẹ bầu thuộc loại nào cũng nên rửa mặt sạch và đúng cách, 2 lần một ngày và duy trì việc rửa mặt hàng ngày như một thói quen đều đặn. Đối với những mẹ bầu có làn da dầu và nhờn, tốt nhất nên lựa chọn các dòng sữa rửa mặt có nguồn gốc từ thiên nhiên, hữu cơ, nói không với các dòng sản phẩm sữa rửa mặt có nhiều bọt, hạt lớn để tránh gây kích ứng da, không gây mẩn đỏ và viêm nhiễm. Đối với những chị em có làn da khô, mẹ chỉ nên dùng sữa rửa mặt vào buổi tối để chăm sóc cho da khi mang thai. Buổi sáng, mẹ bầu có thể thay thế bằng toner để làm sạch da, giúp cho da không bị khô mà vẫn đảm bảo có đủ độ ẩm. 2. Uống một ly nước chanh tươi và mật ong vào buổi sáng trước khi ăn. Mỗi buổi sáng, mẹ bầu nên uống một cốc chanh pha mật ong. Đây là một cách chăm sóc da mặt cho bà bầu tại nhà hiệu quả, đồng thời giúp tăng cường sức đề kháng, tinh thần sảng khoái và tỉnh táo. Do đó, hạn chế được tình trạng da tối màu, sạm nám, tàn nhang do sự thay đổi của nội tiết tố trong cơ thể. 3. Bổ sung sữa tươi không đường vào trong bữa ăn hàng ngày. Sữa tươi giúp bổ sung canxi cho cơ thể của mẹ bầu, đặc biệt là trong giai đoạn cuối thai kỳ, giúp mẹ hạn chế được nguy cơ loãng xương. Đồng thời, hệ xương và răng của trẻ cũng được hình thành phát triển tốt hơn sau này. Do vậy, việc bổ sung sữa tươi không đường vào trong thực đơn hàng ngày trở thành một phần không thể thiếu trong việc chăm sóc da của bà bầu. 4. Đắp mặt nạ thiên nhiên cho mặt phù hợp. Đắp mặt nạ thiên nhiên luôn được xem là một lựa chọn hoàn hảo trong việc chăm sóc da cho các bà bầu tại nhà. Vì đây là thời điểm cần hạn chế việc sử dụng mỹ phẩm, mẹ bầu có thể sử dụng các loại mặt nạ dưỡng da có nguồn gốc từ thiên nhiên, giàu khoáng chất và các vitamin nhằm giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, săn chắc mà vẫn đảm bảo được an toàn cho thai nhi. Đối với những mẹ bầu da dầu và nhờn, bổ sung các loại mặt nạ chống viêm, diệt khuẩn như nghệ, nha đam, mật ong, sữa chua. Đối với mẹ bầu da khô, bổ sung mặt nạ giúp cấp ẩm từ dưa leo, mật ong, nha đam và dầu dừa. Đối với mẹ bầu da nhạy cảm, ưu tiên các mặt nạ đắp mặt lành tính như là dưa leo, mật ong. 5. Bổ sung dinh dưỡng giàu chất xơ và vitamin. Việc chăm sóc da mặt cho bà bầu tại nhà gắn liền với sự phát triển toàn diện của thai nhi, nên ngoài việc hạn chế các tác nhân gây hại từ bên ngoài, các chị em cần bổ sung đủ các dưỡng chất cho cơ thể, tăng cường chất xơ giúp cho làn da của mẹ đầy sức sống và cơ thể con yêu phát triển khỏe mạnh. Như vậy, với những cách chăm sóc da cho bà bầu trên, các mẹ đã có thể yên tâm tận hưởng một thai kỳ khỏe mạnh cũng như luôn sở hữu một làn da sáng mịn đầy sức sống. Bên cạnh đó, mẹ bầu cũng cần chú ý thực hiện một chế độ ăn uống khoa học, đầy đủ chất dinh dưỡng và đặc biệt là chế độ vận động nhẹ nhàng, nghỉ ngơi hợp lý để thai nhi phát triển tốt nhất.